xin chào các bạn đã đến với video của mình. Mình là thầy Phong hay nói chuyên về giảng dạy thanh nhạc. Và hôm nay mình có một số những cái góp ý chân thành luôn đối với các bạn trẻ đam mê ca hát nói chung và nói về các bạn trên kênh của mình thích hát những nốt cao như ca sĩ Bùi Anh Tuấn nói riêng. Đó, thì mình có những cái góp ý. Thứ nhất á, là khi mà các bạn tập luyện ca hát á, thì các bạn phải chú ý một điều á, là các bạn phải biết được là cái giọng của mình nó phù hợp với ca sĩ nào để mình tập luyện. Phù hợp về cái quãng giọng, về cái màu giọng, về cái thể loại giọng, nói chung là, nhưng mà cơ bản sẽ là về cái quãng giọng. Là mình sẽ chia ba loại, là giọng cao tenor, hoặc là giọng baritone, hoặc là giọng nam trung đấy, và giọng thấp là bass, hoặc là nữ cao, nữ trung, nữ thấp. Thì mình phải biết được cái giọng của mình phù hợp với ca sĩ nào, thì lúc đó mình tập luyện theo cái ca sĩ đó nó phù hợp. Và cái thứ hai là mình phải phù hợp cái quãng giọng. Mình lựa chọn ca sĩ, mình lựa chọn bài hát phù hợp với cái quãng giọng của mình. Cái thứ hai là nếu như mà mình không có phù hợp cái quãng giọng đó hoặc là ca sĩ đó, nhưng mà mình rất là thích cái bài hát đó, thì mình phải làm sao? Nếu ví dụ nó quá cao hoặc là nó quá thấp, mà mình nói về quá cao đi, còn chuyện mà quá thấp thì nó quá dễ rồi. Nó quá cao so với cái giọng của mình thì mình phải hạ tông xuống. Tại vì mỗi người sinh ra nó có một cái quãng giọng nó khác nhau. Thấy không? Ví dụ như bạn là trung so với cao, thì cái quãng trung của bạn á, đối với những cái nốt cao thì nó không có lợi thế bằng, nhưng mà nói về những nốt trầm thì nốt thấp thì nó lại có lợi thế hơn. Vậy thì mình phải tận dụng được cái lợi thế của mình về mặt cái giọng hát, là mình có thể hạ tông xuống để cho nó phù hợp cái quãng giọng của mình, không nhất thiết là mình phải hát quá cao như vậy. Mà nếu như mình muốn hát cao thì bắt buộc mình phải tập luyện để hát cao được như vậy. Vẫn tập được các bạn, nhưng mà nó là một cái quá trình nỗ lực và thay đổi cái thói quen, cái giọng nói của mình luôn, thói quen nói chuyện, thay đổi cái âm thanh của mình khi phát ra. Cái đó là một cái quá trình nỗ lực rất là nhiều ha. Cứ tưởng tượng mà cứ nghĩ là một cái thói quen của mình mà để thay đổi một cái thói quen hàng ngày á, mà nó thành một cái thói quen khác, một cái phản xạ khác đó, thì nó là một cái điều rất là khủng khiếp. Nó đã ăn sâu với chính con người của mình rồi. Thì cái vấn đề mà khi mà các bạn muốn tập những cái bài hát cao như vậy và muốn thay đổi thói quen, thì nó là một cái quá trình mà các bạn vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua giới hạn của mình. Đó, thì phải học tập và rất là nghiêm túc, và rất là nghiêm túc với chính bản thân mình luôn. Đó là sự quyết tâm ha. Đó là cái vấn đề thứ hai. Và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề cuối cùng. Đó là mình nói cho các bạn biết là nếu như mà mình cứ theo cái kiểu theo hát như Bùi Anh Tuấn hát nốt cao như vậy, mà cái giọng của mình nó không phù hợp, mà các bạn lại không chịu hạ tông xuống, mà cứ bạn cứ phải lên mạng, các bạn cứ học tùm lum tà la hết. Mình thấy các bạn quá nhiều những kỹ thuật, các bạn không có một cái sự trợ giúp, một cái sự định hướng nào về đúng cái chất giọng thật của mình. Tại vì ca hát mà, về giọng hát con người thì mỗi người là khác nhau. Mình dạy nhiều năm mình biết rồi, mỗi người có một cái chất giọng, mỗi người có một cái vấn đề và những cái khó khăn khác nhau. Mà nếu như mà các bạn cứ lấy những cái rất là chung chung ở trên YouTube, trên mạng, các bạn xem, các bạn học, các bạn không thực sự nghiêm túc với việc tập luyện, thì các bạn sẽ rất là nguy hiểm, là hại cái giọng hát của mình, cái giọng nói của mình. Và đâm ra là giọng của mình nó sẽ bị tổn thương, và đến mức độ có thể là cả hư giọng luôn. Nếu không đúng thì các bạn phải có sự hỗ trợ và sự trợ giúp đúng của chuyên môn đàng hoàng, chứ không nên tập luyện một cách ẩu như vậy. Là nếu như các bạn muốn chinh phục cái bài hát của Bùi Anh Tuấn, hoặc là vượt qua giới hạn bản thân, các bạn phải tìm đến những chuyên gia, những thầy cô, những cái người nào có khả năng giúp các bạn định hướng lại cái giọng của mình và phát triển theo từng giai đoạn. Nó cực
cực kỳ quan trọng các bạn ơi. Không thôi là mình mất giọng luôn, mất luôn cái sự tự tin và yêu thích của mình trong ca hát và tập lang loang, rồi cuối cùng mình không biết được là mình phải tập như thế nào để đạt được được cái mục tiêu của mình. Đó, thì các bạn nếu thực sự muốn vượt qua giới hạn bản thân và làm những điều lớn hơn thì các bạn phải thực sự nghiêm túc trong việc đầu tư về thời gian, chất xám và kể cả công sức của mình ha. Rồi, đó là những cái bạn, thì đó mình khuyên chân thành luôn, là những bạn nào mà nếu như mà tập luyện hoài mà hát không được bài hát đó thì các bạn nên suy nghĩ kỹ lại, các bạn cần phải đầu tư lại về cái phần tập luyện, hoặc là hạ tông đi, hát vừa thôi đúng tông, không có cần phải hát cao. Còn các bạn nào muốn vượt qua giới hạn của mình vân vân là phải có sự giúp đỡ và định hướng rõ ràng, chứ không thể nào mà các bạn tự tập như vậy thì mình thấy là rất là nguy hiểm tới giọng hát mọi người. Tại vì nếu như mà chúng ta mà tập sai là chúng ta sẽ hư giọng và hư luôn cả cái giọng nói hàng ngày của chúng ta luôn. Và cả tới cả chính giọng nói của mình, không nói đi, mình hư luôn cả cái tinh thần của mình luôn. Là mình khi mỗi lần mình hát cái bài đó mình cực kỳ sợ, và lúc đó là mình sẽ bị mất phương hướng trong việc tập luyện, và lúc đó là thua, mình thất bại trong việc là thực hiện cái sở thích, cái ước mơ, cái đam mê của mình nhỏ nhỏ thôi, là ca hát vui vẻ ha. Đó, thì ba yếu tố đó thì các bạn để ý mình là nên suy nghĩ thật là kỹ trước khi tập những bài hát khó như của Bùi Anh Tuấn hay là những cái cao độ đó, thì mình cần phải cân nhắc và cần phải thực sự hiểu mình và cần phải thực sự có những cái hướng đi rõ ràng hơn, ok, để tránh làm tổn hại tới giọng hát của mình và chính bản thân mình bị hát sai rồi lúc đó hư giọng, đúng không? Thì đó là mình thực sự mình cũng rất là tiếc. Mình có những cái buổi trải nghiệm thực tế học thử, học thiệt, link đăng ký ở bên dưới. Học thử là không tốn tiền ha. Đó, rồi học thiệt là có tốn phí, nên nhưng mà các bạn nào mà học thử là dành cho những bạn đơn giản là chỉ muốn khám phá bản thân của mình một buổi thôi đó thì được. Còn học thiệt đó là những bạn muốn thực sự là có một cái định hướng là cải thiện bản thân và vượt qua giới hạn của bản thân và có thể hát được những cái khúc Bùi Anh Tuấn một cách trơn tru, hay là những cái nốt cao như vậy, hoặc là mình có thể vượt qua bản thân của mình, hay là vượt qua những mục tiêu mà mình đã đặt ra trong cuộc sống, thì mình sẽ học thiệt. Đó thì đó là những cái mỗi cái sẽ có những cái giá trị nó khác nhau. Ok, vậy thôi thì chúc các bạn sẽ hát hay hơn, sẽ thành công. Và những cái đóng góp chia sẻ của mình về các bài hát này thì nó sẽ về những cái bài hát cao khó thì sẽ hy vọng sẽ giúp được cho nhiều người, nhiều bạn có một cái định hướng hơn, tốt hơn để bảo vệ cái giọng hát của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hát hay hơn. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.